Đúng là người ta hay gọi chị là đàn ông là đúng rồi. Em nói đó chị đó. Chị có cùng nha, chị bắn được ngay. Chị bắn được ngay em gái nha. Cố gắng thì cố gắng, phải biết dùng não chứ. Ờ tính ra là cái này à, gì? 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 Em lỡ đặt cái chìa khóa lên đó rồi. Kakao, xin chào các bạn, mình là Kamui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nè. Trước khi xem video, các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe. Và đừng quên chuông để luôn nhận được thông báo nhé. Và đừng quên hỗ trợ hết team bọn mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem này, nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn xem một Kamui quảng cáo từ 5 đến 10 giây để Kamui có thêm tiền và cà rốt để ăn sáng nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay lại là một video về giải mã hai người các bạn ạ. Nhưng mà các bạn cũng biết đúng không, dạo này là Kamui rất là hay quay với gọi là hội chị em. Thì hôm nay Kamui cũng quay với một hội chị em nữa. Đó chính là đó, người đang nhảy đằng kia trên kia, cả trên kia kìa đó. Đó các bạn, Kamui đố các bạn biết nhân vật này là nhân vật nào. Các bạn có 3 giây để comment nè. 3, 2, 1, ok. Và cũng như các bạn nhìn tên đúng không, thật ra người đó không phải là Kairon đâu, mà đó chính là Kaiko các bạn ạ. Hội chị em của chúng tôi đó. Kaiko ơi, lên tiếng đi em. Em gái. Trời ơi, chị mời em vô đây. Đó, và Kaiko của chúng ta đấy mọi người. Đó, và hôm nay thì hôm nay chị mời em đến đây để thử thách cả em cùng với chị, xem là chúng ta tâm linh có tương thông hay không đó em. Em gái với Kamui thì cứ gái, cứ bạn gái nào là vào đây là cũng tâm linh tương thông hết nha mọi người. Đó, đó, đây là em chơi với chị ông em gái. Nhưng mà trò này chơi sao chị gái? Trò này á thì chúng ta cứ vào đây trong phòng này, em vào phòng 2 đi, chị vào phòng 1 này. Rồi ok. Rồi vào đi em gái. Ok em gái nha. Đó, bây giờ thì chúng ta đã bị nhốt rồi, chúng ta không thể nào mà quay về nữa. Và yêu cầu của cái con map này á, đó chính là chị em mình cùng nhau giải mã làm sao có thể thoát được cái nơi này. Và nơi này có khi là kiểu nhà tù em, đáng sợ lắm. Nên là chúng ta cần phải thoát ra nha em gái. Không biết cái map này nè. Trời, cái map này bữa anh Kujon với lại là chị Simi có chơi nè. Trời. Ồ, có chơi hả? Nhưng mà em chơi bên nào thế? À nhầm. Thế anh Kairon chơi bên nào vậy? Làm sao mà em nhớ chị hai, trời. À không nhớ rồi đúng không? Ok, đây là level đầu tiên nè. Level đầu tiên thì chúng ta có gì? Có vẻ như là chị gái phải dẫm này để cho em gái nhảy bên kia để lấy cần gà của em gái lên đi em gái. Bắt cua, bà Kaiko bắt cua giỏi thật đó mọi người. Rồi ok, đó chúng ta đã qua được màn đầu tiên này, khá là dễ dàng đúng không? Nhưng còn các màn sau như thế nào thì chúng ta cùng chờ đón nha mọi người. Ôi, em nhìn cái này em biết nó dễ rồi chị ơi, mình chơi làm gì trời. À, thế thì bây giờ là em làm nào để em thoát được ra đi em? Chúng ta đâu có được đâu, một khi đã vào là không có đường thoát ra luôn đó mọi người. Nên là chúng ta phải chấp nhận số phận thôi em ạ. Cái này thì là cùng so sánh xem ai có thể tìm được. Ô, chị tìm được rồi này. Ô, chị tìm được đồ rồi này. Em tìm được đồ chưa? Tìm nhanh. Kia em chậm quá. Ok, em đưa chị, em tìm được cái gì vậy? Đây em tìm được 3 cái que này nè. Ba cái que cộng với một cái đá. Nếu Kamui không nhầm đây là công thức của cân gạt. Đó. Trời ơi cái này nó lại dễ rồi. Chị em mình đi nhanh quá em ơi. Chị em mình giỏi quá pro quá. Đến cái bàn này thì hết dễ rồi em gái ơi. Cái bàn này là không còn dễ rồi em gái ơi. Em gái em giỏi đi em. Dễ chỗ nào? Nè em nhắm vô nè. Đó đi. Rồi ok, bây giờ chị em mình đi cùng một lượt nha. Đi cùng một lượt. Phải đếm chứ, từ em gái, từ bây giờ em gái lắm mà đi. Rồi bây giờ em đếm 1 2 3 là em đếm ra nha. Ok. 1 2 3. 1 2 3 4. À, trời ơi, thôi lại. Cơ hội cuối. Hoặc là em tính hai cục cho chị luôn nè. Ồ, cái này. Em bảo là hai cục mà. Rồi Đây lưu địa điểm hồi sinh. Ok. Rồi đi thử nhá. Đi đường này em ơi. Ok. 1 3 2. Chạy luôn nha. 2 3. Vô. Thật sự luôn á mọi người, đó chính là cái
cái việc về cái đi đấy nha, có duy nhất một lần là Camui đi được cùng với Sammy thôi, nhưng mà rất tiếc là lúc đấy Camui không quay video á mọi người. Còn bây giờ thì thật sự luôn là chưa có một lần nào mà Camui đi được với bất kỳ ai luôn á, còn được mỗi Sammy à. Bây giờ thì em gái hình như em gái phải tìm cái gì đó cho chị gái đúng không? Đây em đang tìm nè. Trời, nhưng mà chị gã hồi trước á, em coi video anh Kayon á. Hả? Video anh Kayon, anh Kayon đi được á. Đi được với Sammy á hả? Đúng. Trời ơi, người ta đúng là người yêu của nhau khác. Còn tôi thì không đi được mọi người ạ. Kiểu như là phối hợp. Ừ. Ê, em tìm cái cung này, chị bắn đi. Ok, cái cung này hình như là bắn sang bên này đúng không? Ok, để chị xem cái nào nó sẽ có cái cần gạt này. Không có nè. Không có đó nè. Thế là cái này chắc chắn là có nè. Đó, nhảy lên rồi. Bây giờ thì chúng ta chờ đợi thôi. Tại vì lúc nãy là chị gái... Ủa, đi được hả? À, đi được. À, đi được nhưng mà không bấm được em trai. Nhầm em gái chứ nhầm. Trời, nhầm chết, xin lỗi. Rồi, tìm được rồi rồi. Nói chung là vậy nha em gái. Trời, xin lỗi, nhìn lại chị nhầm. Đúng là người ta hay gọi chị là đàn ông là đúng rồi. Em gái đó chị đó. Chị có cùng nha, chị bắn được ngay. Chị bắn được ngay em gái nha. Biết đâu. Rồi bây giờ có vẻ như là lần trước là em tìm cho chị đúng không? Lần này là đến lượt chị tìm rồi. Trời đất ơi. Tôi không muốn tìm đâu. Tìm cái này lâu lắm, để cho người khác tìm còn vui. Chứ còn thực sự luôn bản, nếu mà bảo bản thân có vui tìm cái đống này không biết đến bao giờ mới có. Có luôn rồi đấy. Yeah. Lấy giờ là em gái tìm nhanh hơn chị hay là chị tìm nhanh hơn em gái? Em gái nha. Tất nhiên là em ơi. Các bạn ơi, các bạn nãy giờ các bạn có đếm không ta? Thì các bạn thử xem là Camui nhanh hơn em gái Kaiko chứ nhầm. Ừ, Camui nhanh hơn em gái Kaiko hay là em gái Kaiko tìm được cái đồ ở trong cái dương này nhanh hơn Camui? Thì các bạn hãy comment xuống nha các bạn. Chị xúc phạm em nha. Ủa, chị xúc phạm chỗ nào? Đọc cho đúng tên nha. Thì là Kaiko. Đấy, nghe là buổi xem đọc thành gì cây gôn gì nhầm, xin lỗi em gái chị nhầm, được chưa tìm được rồi nè. Ok bây giờ chúng ta đi tiếp thôi đúng không? Bây giờ là cái gì đây, chúng ta có thể đọc được chữ không? Wow, cái chữ này hình như là các bạn hãy đăng ký kênh Camui thì phải á. Ok đúng mà, đúng không em gái? Hay là em gái muốn đâu để chị đọc lại? Lỗi chị thiếu và đăng ký kênh của Caron TV. Em gái quảng cáo cho Caron hả? Đúng rồi, em sắp tới em có channel riêng rồi. Cái channel riêng là Caron TV hả? Đúng rồi chị. Nani? Thật luôn? Đúng rồi. Wow, các bạn ơi, nếu mà đây có đồ rồi này. Ok các bạn ơi, nếu mà có bạn bé Kaiko của chúng ta mà có gọi là kênh mới thì các bạn hãy coi gọi là like và là subscribe cho bé nha. Trời ơi cưng thế. Mỗi tội là bé hơi sexy quá các bạn. Mặc áo thì ngắn, quần cũng ngắn nốt mà thôi kệ đi. Ok, bây giờ thì bé làm gì đi bé? Dùng cái đấy này, mở lên. Đúng rồi. Ôi em tôi giỏi quá. Giỏi quá. Rồi tìm cần gạt đi em. Đấy, tìm được cái này chị. Ok luôn. Yeah. Không biết là chúng ta còn bao nhiêu màn nữa. Từ nãy giờ là chúng ta qua được mấy màn nhỉ? Ok. Có vẻ như là em gái tìm cho chị đi em gái. Em từng hai cái kéo rồi. Ủa nhưng mà hai cái kéo này là gì ta? Kéo á? Kéo cho chị. Kéo để cắt cái này nè. Cắt block này nè. Đưa chị. Nhưng mà hai cái làm gì ta? Trong khi chúng ta chỉ cần một cái mà ta. Đúng rồi. Rồi ok. Ở đây không có cái gì nè. Ui đến đây là đã có cần gạt luôn. Ê, tính ra mấy cái màn này nó dễ đúng không ta? Hay là do chị em mình giỏi nhỉ? Chắc là do chị em mình giỏi đúng không em gái? Đúng rồi chị. Trời ơi, ok, tiếp, đến màn tiếp. Cái màn này thì tự nhiên nhìn thấy đống dương ở dưới kia, xong rồi đống cá này là tôi biết là cuộc sống này của tôi là vất vả rồi. Cuộc sống này thật vui. Không có vui đâu em gái. Trời đất ơi, tôi khổ lắm. Từ, bây giờ Camu sẽ tìm nhanh. Camu không thèm đánh với con cá luôn. Tại vì đánh mấy con cá lại đâu. Không, em muốn qua đó em giúp chị em ơi mà. Cuộc đời này khó khăn. Chả nhớ là tìm đến dương nào luôn. Đây rồi. Cái đầu xanh không kịp lấy. Trời ơi, tôi không kịp lấy. Ok, hình như là cái bà lốc kia đúng không? Đây. Rồi, ok. Ui, em ơi. Trời ơi, mấy con cá này non. Ok, đây, chị gửi em cái cuốc này. Em để làm gì? Để cuốc kìa em. Đây, cứ để em. Cuốc đất đi em, cuốc đất đi em, tìm đất đi em. Thế rồi, bây giờ vẫn một vấn đề nữa là kể cả em gái có tìm được cái gọi là cần gạt thì Camui vẫn cần phải đi qua bên kia. Máu của Camui hiện tại là 30 năm. Thấy chưa?
Thấy rồi, đúng không? Ok, bây giờ em gái, em và các bạn đang xem video, các mọi người hãy thử đoán xem là chị với cái số máu là 35, chị có thể đi đến bờ sông bên kia không em? Mà không chết một lần nào không? Vậy? Sao em không có lòng tin vào một người chị là chu đáo, hiền lành, dễ thương, tốt bụng, giỏi giang như thế này hả em? Ủa dạ? Ừ! Nói chung là không tin đâu, anh kêu chị đàn ông, anh nhầm. Sao em lại bảo chị là đàn ông? Em gái ơi! Ok, qua nè. Không chết. Vẫn chết. Không sao, nhưng mà số máu 100 thì chị có thể qua được. Trời ơi. Và bây giờ vấn đề, các mui nhìn này là các mui biết là các mui sẽ phải làm gì rồi nè. Có vẻ như là chúng ta sẽ phải tìm một cái gì đó ở phía đằng dưới này. Các mui nghĩ á, là sẽ có một cái gì đó để xuống để kiểu lọt hố mọi người. Nhưng mà ở đây cái kiểu trải thảm này là các mui quen lắm mà. Kinh nghiệm 50 năm chơi mấy cái map như này là các mui. Đó, các bạn thấy gì không? Đó. Đâu nhở? Cái này hay cái này ta? Đây cái này. Ui. Ai mà giỏi như các mui đúng không? Trời ơi, em gái là sao? Bên đây làm sao hả? Em không biết chơi bên đây luôn á. Giờ chơi sao? Cái này chị nghĩ là em gái sẽ phải sử dụng cái đèn này. Hình như là em đặt em đặt cái khối bí ngô này lên trên cái block dơm kia đi. Lên trên block dơm. Block dơm. Block dơm. Đây. Đúng rồi. Ôi cái này hay thật sự. Ôi các bạn ơi, cái này là mới này, nhưng mà map này có vẻ hơi đơn giản đúng không em gái? Em có thể giống chị không? Ôi, nhảy đi chị ơi, hơi đang nhảy thiệt. Đến cái chỗ này là chị thấy nó hết đơn giản rồi em gái. Em biết cái gì không? Chúng ta sẽ phải ăn hết cái đống này đó em gái. Cái bé đúng không anh? Trời ơi. Chúng ta sẽ ăn cái đống này em ơi. À khoan, chị không cần ăn hết. Chị không cần ăn hết để tạo đường đi mà chị sẽ đi lên. Tạm biệt em gái. Em gái biết đường, biết cách đi lên không? Để chị hướng dẫn cho. Đi lên, what? Đi lên nè, ăn hết, ăn theo bậc á. Xong rồi chúng ta sẽ kiểu đi lên này. Đó, xong rồi đến cửa đúng không? Cửa đâu? Cửa đây. Đó, chúng ta chỉ việc xuống thôi. Đơn giản không? What? Khoan đã. Chị ăn nhanh không? Hello em gái. Trời ơi, em gái nồng quá. Em tìm được chìa khóa nè. Em là một con người gọi là chính trực. Chơi bằng sự cố gắng của mình, chị hiểu không? Nhưng mà cái này người ta gọi là phải biết dùng não. Cố gắng thì cố gắng, phải biết dùng não chứ. Tính ra là cái này. Gì? Em lỡ đặt cái chìa khóa xuống đất rồi. Thật sự luôn á, cái này nó đau khổ thật sự luôn á mọi người. Bây giờ là do một vài lỗi kỹ thuật gọi là nhỏ nhỏ xíu xiu từ người em gái của tôi. Nên là bây giờ là chúng ta phải chơi lại từ đầu các bạn ạ. Và thật sự là cam mùi đã phải đi lại rồi. Bây giờ thì vấn đề quan trọng nhất các bạn ơi, đó chính là lúc nãy cam mùi cũng có để ý rồi là chúng ta cần tìm cái cần gạt. Thì không biết là em gái lúc nãy là tìm cần gạt ở chỗ nào ấy nhở? Nghe em tìm được ở giữa luôn chị ạ. Giữa hả? Ok, chị sẽ tìm ở giữa này rồi. Hình như chị thấy một cái gì đó ở đây. Đây rồi em ơi. Trời ơi, tính ra ăn bánh này mà nếu mà bảo nha, nếu mà ở giải mã mà bên ngoài đời á mà có cái bánh như này thì em có dám ăn không? Ăn luôn á hả? Đúng rồi, vừa ngon mà vừa lại kiếm được kho báu. Em ơi, cái này nó có nhiều lắm em ăn đến nổ bụng luôn á em, mà em vẫn dám ăn. Trời hả? Trời ơi, ăn luôn chị ơi, em cái gì không ăn rồi. Ok, em thấy mình vẫn còn được dáng đẹp ghê luôn ha. Đúng rồi. Ok, em gái của tôi đâu? Sao em đã ở đấy rồi vậy? Thì em lấy được cần gạt mà. Ở đây có dương này, có ba cái que này, tức là... Để chị xem là chị nghĩ là chị chắc là chị phải đưa em rồi. Tại vì chị thấy bên em là có cái gọi là... Có cái gì nhở? Có cái cái gì đây? Mày chết tao. Tại vì vừa phải nghĩ xem cái đấy là cái gì mà còn vừa phải nhìn đường, lại còn vừa phải ngước lên là xem ở trên đằng trên có cái gì không á. Nên là thông cảm nha em gái. Trời ơi, vẫn chưa với đến em gái đúng không? Chúng ta phải đi đằng trên. Lúc nãy hình như là Camui rớt ở đây thì phải. Nhảy. Yo, ok. Đừng cụt. Yeah, tiếp sang đây. Trời ơi, cái gì chứ với Camui? Đây em gái. Ui, cái gì với Camui là gọi là mấy cái này là đơn giản. Ủa, chị có ba cái que, em có cần gì không? Nào để em thử coi. Đi ra. Trời ơi, sao lại bảo đi ra? Trong bò mà. Là sao? Ôi, đến màn cuối. Chết rồi. Màn cuối rồi. Trời ơi. Yes, đến màn cuối rồi các bạn ơi. Trời ơi, các bạn thấy không? Sự tâm đầu ý hợp giữa Camui và Kaiko.
em gái Kaigo của chúng ta thật sự là Kamui giải map cái giải mã cái map này nhanh siêu nhanh kinh khủng khiếp luôn mọi người. Và con map này mặc dù nó đến cái màn cuối nhà mới có đầu tư một chút về cái ngoại cảnh, còn lại thì Kamui thấy nó khá là đơn giản. Và ngoài ra thì tuy nhiên thì ở đây vẫn còn khá là dễ, không biết các bạn có con map nào giải mã kết hợp không thì các bạn hãy comment xuống phía dưới của để cho Kamui, và nếu mà Kamui thấy hay thì Kamui sẽ quay nha mọi người. Ok, và video Kamui đến đây cùng em và cùng với em gái Kaigo đó đến đây là kết thúc rồi nè. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên chuông để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên ủng hộ hết team bọn mình nữa. Và video Kamui đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye, rất là nhiều. Bye bye mọi người. Bye bye.